con thấy nó hay và học hỏi được nhiều điều. Con có cái định hướng và hình mẫu sống tốt để noi theo. Người trẻ như tôi thì cần giá trị sống, lý tưởng sống tốt đẹp. Mà điều đó thì tôi thấy ở chuyện vĩ nhân của bộ sách này. Tôi đi làm về thì chỉ mong được cùng con nghe chuyện vĩ nhân, để mà cha con cùng gắn kết với nhau và có cái góc nhìn dạy con bản lĩnh như các vĩ nhân. Xin chào các bạn, chuyên mục câu chuyện vĩ nhân lại đến với các bạn đây. Có rất nhiều câu chuyện hay và bổ ích đã được kể, các bạn có thể tìm lại để nghe nhé. Những câu chuyện ấy được trích trong bộ truyện tranh Chiêu Hạc Cùng Vĩ Nhân. Mọi người đã gửi phản hồi rất tốt về những câu chuyện này. Vậy chúng ta cùng theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay là gì nhé. Vấn đề nào cũng có giải pháp. Sau khi Abraham Lincoln được nhân dân cả nước bầu lên làm tổng thống, ông đã xóa bỏ chế độ nô lệ, mang lại công bằng tự do cho hàng triệu người dân ở Mỹ. Tuy nhiên, những người chống đối ông vì lợi cá nhân đã không cam chịu, nên họ muốn khơi dậy một cuộc nội chiến. Một số viên chức nhà nước thấy vậy rất hoang mang. Họ tìm đến Tổng thống Abraham Lincoln vừa mới nhận chức, phàn nàn ông vì đã để diễn ra cuộc nội chiến này. Đáp lại những lời kêu ca trên, Tổng thống kể cho họ nghe câu chuyện sau đây. Có một người đàn ông nọ trở về nhà trong đêm mưa bão. Ông ta phải lội qua suối, nhưng vì trời tối nên chẳng thấy đường. Rồi tia chớp lóe lên trong giây lát, soi rõ lối cho ông. Tuy nhiên theo sau tia chớp là tiếng sấm rền. Và rồi người đàn ông chỉ biết loay hoay đứng bên bờ suối, than trời trách đất tại sao lại có tiếng sấm rền, mà không chịu tiếp tục lội qua bờ suối để về nhà. Kể đến đây, Abraham Lincoln nhìn những viên chức kia và hỏi: "Theo quý vị, người đàn ông ấy làm như vậy liệu có về được tới nhà không?" Bấy giờ các viên chức mới hiểu Tổng thống cần giải pháp thực tế chứ không phải những lời phàn nàn. Đến đây Lincoln nói tiếp: "Giống như con gà trống và mặt trời, dù cho gà trống cất tiếng gáy báo hiệu bình minh, nhưng chỉ có mặt trời mới xóa tan màn đêm, mang ánh sáng cho muôn loài. Chọn gà trống hay chọn mặt trời là tùy quý vị." Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được bài học: những lời phàn nàn và chỉ trích thường là vô ích. Người luôn phàn nàn, than thở, chỉ trích chỉ làm bản thân và người khác phiền lòng, chứ không giải quyết được các vấn đề, càng không thể vượt qua các khó khăn trong cuộc đời. Chính vì vậy, thay vì phàn nàn, than thở, chúng ta hãy chủ động tìm ra giải pháp để khắc phục vấn đề. Nhìn sâu vào nhân quả của câu chuyện, chúng ta thấy được rằng phàn nàn với người khác thì bản thân mệt mỏi, mọi người xa lánh, không giải quyết được vấn đề. Than thở với chính mình thì ngày càng yếu đuối, dễ gặp thất bại. Ta cùng ôn lại câu chuyện qua các câu hỏi tư duy sau đây nhé. 1. Các viên chức đến thăm Lincoln với mục đích gì? Vì sao Lincoln lại kể câu chuyện trên cho họ? 3. Qua câu chuyện, bạn có nhận thấy Lincoln có thói quen gì khi gặp khó khăn? 4. Tác hại của việc thường xuyên than thở, phàn nàn là gì? 5. Các bạn thấy câu chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Nếu bạn thấy bản thân nhận được điều gì bổ ích từ những câu chuyện này thì hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận phía dưới nha. Nào, hãy cùng chúng mình